Chào các bạn, cô là An Huệ, cô đến từ Trung tâm Tiếng Trung An Huệ. Và trong loạt series lần này, cô sẽ chia sẻ cho các bạn về kiến thức của ngữ pháp HSK3. Và bây giờ, chúng ta sẽ vào video đầu tiên, đó là video ngữ pháp của bài số 1, Ti Y Khơ. Trong ngữ pháp phần này, cô chia sẻ cho các bạn phần đầu tiên, đó là bổ ngữ kết quả. Trong bổ ngữ kết quả thì có rất nhiều bổ ngữ kết quả, nhưng hôm nay cô sẽ chia sẻ cho các bạn phần đầu tiên, đó là bổ ngữ kết quả hảo và bổ ngữ kết quả ván. Bổ ngữ kết quả hay bổ ngữ chung thì nó sẽ đều đứng sau động từ để nói lên kết quả bổ nghĩa cho động từ. Cô xin nhắc lại, tất cả bổ ngữ thì nó đều đứng sau động từ để nói lên kết quả của động tác nhá. Và hôm nay thì chúng ta sẽ học bổ ngữ kết quả, tức là một loại bổ ngữ mà nó nói lên, nó bổ nghĩa về mặt kết quả, nó nói lên sự hoàn thành của động tác. Và hôm nay thì chúng ta sẽ nói về bổ ngữ kết quả hảo và bổ ngữ kết quả ván. Bình thường từ hảo thì nó có nghĩa là tốt, khỏe, đẹp, được, rất, đúng không ạ? Xong, vân vân. Ngoài ra còn từ ván thì nghĩa gốc của nó là xong. Và hôm nay khi mà nó ghép với động từ, ví dụ như từ chùa hảo hay là từ chùa ván, thì lúc này cái từ hảo này hay là từ ván này, nó sẽ bổ nghĩa cho cái động từ chùa này, nó sẽ nói lên kết quả cái động từ làm này là đã hoàn thành. Đã hoàn thành các bạn nhá. Thì lúc này bổ ngữ kết quả hảo và bổ ngữ kết quả ván, nó sẽ nói lên cho cái động từ chùa đứng đằng trước nó rằng đó là cái động tác chùa làm đấy đã hoàn thành, đã xong rồi. Đó là điểm giống nhau của bổ ngữ kết quả hảo và bổ ngữ kết quả ván. Còn bây giờ cô sẽ phân biệt cho các bạn, vậy thì lúc nào thì ta sẽ dùng bổ ngữ kết quả hảo và khi nào thì chúng ta sẽ dùng bổ ngữ kết quả ván nhá. Thứ nhất, bổ ngữ kết quả hảo nó cũng nói lên sự hoàn thành của động tác, nhưng mà cái động tác đó, người làm ra cái hành động đó đã hoàn thành cái động tác đó rất là hài lòng, rất là mãn nguyện về cái kết quả của hành động đó. Rõ chưa ạ? Cô nhắc lại, cái từ hảo này khi nó đóng vai trò bổ ngữ kết quả, nó đứng sau động từ, nó biểu thị sự hoàn thành của động tác, nhưng nó có bổ sung thêm là gì? Cái người thực hiện cái hành động đó khi nói là ủa chua hảo lọ thì người ta rất hài lòng và rất mãn nguyện về kết quả của hành động, thì đó là người ta sẽ dùng đến hảo. Còn đối với từ ván thì lúc này người ta cũng sẽ nói lên sự hoàn thành của động tác, ví dụ như trong trường hợp này đó là động từ chua, nhưng mà cái từ ván này nó chỉ dừng ở mức là hoàn thành thôi, còn nó chưa lên đạt đến mức là người hành thực hiện cái hành động đó có hài lòng hay là có mãn nguyện hay không. Rõ chưa ạ? Đó là bổ ngữ kết quả hảo và bổ ngữ kết quả ván. Trong phần này, phần 1 đó là bổ ngữ kết quả, cô hướng dẫn cho các bạn phần hảo và bổ ngữ kết quả ván. Với động bổ ngữ kết quả hảo và bổ ngữ kết quả ván, các bạn mỗi một bổ ngữ các bạn hãy đặt cho cô 5 câu với hai bổ ngữ kết quả này nhé.